Xuyên suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Harry Maguire chính là nhân vật được nhắc tên nhiều nhất của Manchester United. Từ sự kiện chuyển giao tấm băng đội trưởng cho đến vấn đề chuyển nhượng, anh trưởng một thời luôn là tâm điểm. Không chỉ những vấn đề ở ngoài sân cỏ, trung vệ 30 tuổi còn mắc sai lầm ở một vài trận đấu khiến cho Quỷ Đỏ phải nhận những bàn thua rất không đáng có. Tất cả dường như chỉ muốn anh ra đi, và với một cầu thủ có thực lực, việc Harry Maguire được các câu lạc bộ tầm trung săn đón là một điều dễ hiểu. West Ham United chính là đội bóng sốt sắng nhất sau khi ngân sách của họ trở nên dồi dào hơn với thương vụ chuyển nhượng Declan Rice thành công. Manchester United cũng đã tạo điều kiện tốt nhất để ngôi sao của đội tuyển Anh ra đi, nhưng rồi thì thương vụ này lại đổ bể theo một cách khá bất ngờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân vì sao Harry Maguire lại chưa thể đến búa tạ ở thời điểm này. Nói về cựu sao Leicester City sẽ có vô vàn câu chuyện được xuất hiện. Vui có, buồn cũng có, tiếc nuối có, hay đôi khi là những tình huống chỉ biết cười mà thôi. Không thể phủ nhận là trung vệ sinh năm 1993 là một cầu thủ chất lượng. Vấn đề của anh ta chỉ là không thể chịu nổi áp lực khi khoác lên mình màu áo đỏ. Cùng với đó là những pha bóng mà số phận đã đặt anh trở thành tâm điểm. Chẳng cần phải làm gì, bóng cũng tìm đến Harry Maguire và đi vào lưới, biến anh trở thành tội đồ. Tất nhiên, nói như thế không phải là để bào chữa cho nhiều sai lầm mà anh mắc phải. Nhưng dường như Harry Maguire và Manchester United không hợp nhau. Và nếu đã ở bên cạnh nhau quá nhiều năm nhưng không thể phát triển, cách tốt nhất là chia tay để tìm kiếm bến đỗ mới cho phù hợp hơn và để tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số. Chính huấn luyện viên Gareth Southgate cũng đã từng lên tiếng cảnh báo cậu học trò về thời gian ra sân cũng như duy trì thể trạng của anh. Ở đội tuyển quốc gia, Harry Maguire là trung vệ không thể thiếu, dù cho sát cánh bên cạnh anh có là ai đi chăng nữa. Vì vậy, việc cửa nam lo ngại cho số 5 khi Euro 2024 chỉ còn chưa đầy một năm nữa là sẽ khởi tranh cũng là một điều dễ hiểu. Điều tích cực mà nhiều cầu thủ có thể học hỏi nơi ngôi sao 30 tuổi, đó chính là thái độ chuyên nghiệp. Anh có thể dự bị, có thể nhận chỉ trích, nhưng vẫn luôn tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên. Cùng với đó là không lên sóng phàn nàn hay kêu ca bất cứ chuyện gì. Harry Maguire từng ngày vẫn âm thầm tập luyện và đợi chờ cơ hội để thể hiện bản thân, dù cho sai lầm vẫn cứ thế xuất hiện. Huấn luyện viên Erik ten Hag cũng xác nhận trung vệ người Anh có thể ra đi tìm kiếm đội bóng mới, còn không thì anh sẽ phải chấp nhận dự bị vì sự cạnh tranh đang ngày một lớn dần nơi hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ. Thậm chí, giờ anh còn phải xếp sau cả Luke Shaw, một trung vệ tay ngang nhưng đã có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc ở mùa giải vừa qua. Chiến lược gia người Hà Lan vẫn luôn động viên cậu học trò, nhưng không quên răn đe anh bằng câu nói, nếu số 5 không đủ tự tin để cạnh tranh cho vị trí trong đội hình xuất phát, anh sẽ phải ra đi. Đó là một quy luật tất yếu trong mỗi đội bóng, nhất là với tập thể đang muốn tìm lại ánh hào quang xưa như Man United. Tiêu chuẩn ngày càng được nâng cao, và mức độ đào thải vì thế cũng tăng lên. Bản thân Harry Maguire là một cầu thủ chất lượng đã khẳng định được tên tuổi của mình, dẫu cho quãng thời gian sau này cùng với đội chủ sân Old Trafford không mấy suôn sẻ, nhưng anh luôn là mục tiêu được săn đón của các đội bóng tầm trung. Trong số đó thì West Ham United được cho là câu lạc bộ nhiệt tình nhất khi David Moyes không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho số 5 của Man United. Chính cựu thuyền trưởng Quỷ Đỏ cũng đã từng lên tiếng cho rằng đối tác đến từ thành phố Manchester đã đồng ý với những gì mà búa tạ đưa ra và mấu chốt còn lại chỉ nằm ở cầu thủ mà thôi. Điều này lại càng làm viễn cảnh cựu đội trưởng sẽ cập bến đội bóng thành London là lớn hơn bao giờ hết. 30 triệu bảng là con số mà West Ham chốt với Man United. Thậm chí là chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng đã xác nhận điều này trên trang cá nhân của mình. Mọi vấn đề chỉ còn nằm ở điều khoản cá nhân, vì chính đội chủ sân Old Trafford đã chấp nhận giảm giá để bù vào khoản lương mà Harry Maguire phải giảm nếu trở thành học trò của David Moyes. Nhưng rồi, tưởng chừng như cụm từ Here We Go sẽ nhanh chóng xuất hiện để huấn luyện viên Erik ten Hag có thể hướng đến các mục tiêu tiếp theo ở phiên chợ hè, thì bất ngờ truyền thông Anh đồng loạt tiết lộ, búa tạ đưa ra lời đề nghị lương bổng thấp hơn nhiều
so với những gì mà trung vệ người Anh nhận được ở nhà hát của những giấc mơ. Do đó, thương vụ này trở nên bế tắc. Con số này còn được đồn đoán là giảm đi phân nửa so với những gì mà cựu sao Leicester City đang hưởng. Và thật khó để một cầu thủ chuyên nghiệp chấp nhận điều này. Vì suy cho cùng, đi làm thì cũng phải hướng đến cơm áo gạo tiền mà thôi. Vì vậy, dù đã suy nghĩ nghiêm túc để đến thành London, nhưng tờ The Sun và Goal tiết lộ Harry Maguire quay trở lại với lựa chọn, đó là tiếp tục ở lại Quỷ Đỏ. Theo những thông tin mới nhất từ tờ Guardian, thì thương vụ chuyển nhượng này gần như đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Nguyên nhân là do West Ham cảm thấy khá thất vọng vì phải chờ đợi quá lâu. Tất cả đều nằm ở quyết định của ngôi sao sinh năm 1993. Anh đang muốn hưởng số tiền chênh lệch về khoản lương mình phải giảm để ra đi. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đề nghị trả cho trung vệ người Anh 6 triệu bảng để rời câu lạc bộ. Động thái xuống nước rất nhiều từ phía ban lãnh đạo với tương lai của số 5. Thay vào đó, chàng trai 30 tuổi được cho là đã đòi đến 15 triệu bảng tiền đền bù rồi mới chấp nhận dứt áo ra đi, hơn gấp đôi so với lời đề xuất của Man United. Và vì sao anh cựu đội trưởng lại đòi số tiền lớn như vậy? Theo nhiều nguồn tin uy tín ở xứ sở sương mù, nếu cập bến West Ham United, mức lương của Harry Maguire sẽ sụt giảm nghiêm trọng từ 190.000 bảng một tuần xuống còn 120.000 bảng một tuần. Nếu anh ký hợp đồng 4 năm với đội bóng thành London, trung vệ tam sư sẽ mất tổng cộng là 14,5 triệu bảng thu nhập. Hợp đồng hiện tại của cựu đội trưởng vẫn còn 2 năm nữa với tổng trị giá là 19,7 triệu bảng. Chính vì vậy, việc trung vệ người Anh từ chối con số mà Man United đưa ra cũng là một điều dễ hiểu. Anh cho rằng mình vẫn giữ được sự chuyên nghiệp cần thiết của một cầu thủ và sẵn sàng cạnh tranh một vị trí trong đội hình hiện tại, dẫu cho Rafael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw hay Victor Lindelof có thi đấu ổn định như thế nào đi chăng nữa. Nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi trong sự nghiệp của cầu thủ này. Nếu ra đi, Harry Maguire sẽ có cơ hội được ra sân nhiều hơn. Đồng thời, chính huấn luyện viên David Moyes cũng hứa sẽ trao cho Harry Maguire chiếc băng đội trưởng nếu anh đầu quân cho West Ham United. Và khi đó thì cơ hội tham dự Euro 2024 cũng như World Cup 2026 là điều nằm trong tầm tay của ngôi sao sinh năm 1993. Chúng ta đều biết rằng bản thân số 5 luôn là mẫu cầu thủ giữ thể trạng rất tốt và anh ít khi bị dính những chấn thương để phải nghỉ thi đấu dài hạn. Vì vậy, chỉ cần duy trì được cảm giác chơi bóng đỉnh cao, trung vệ 30 tuổi vẫn sẽ là quân bài cực kỳ quan trọng của Tam Sư cho các chiến dịch sắp tới. Như vậy, rất khó để đội chủ sân Old Trafford có thể chi ra một số tiền lớn như vậy chỉ để đẩy Harry Maguire ra đi. Và đội bóng cũng sẵn sàng giữ anh ở lại để làm dày thêm lực lượng của mình. Mới đây thì tờ The Athletic đăng tải thông tin khẳng định thương vụ cựu đội trưởng chuyển đến West Ham đã bị đình trệ do các điều khoản về việc ra đi của anh vẫn đang được đàm phán. Và cầu thủ này hiện tại còn đang cân nhắc khi nào mình sẽ rời khỏi nhà hát của những giấc mơ. Dẫu cho cả hai câu lạc bộ đã thỏa thuận xong mức giá, nhưng những điều khoản cá nhân thì lại là rào cản lớn nhất. Cũng ngay sau đó, hai nhà báo hàng đầu về tin tức chuyển nhượng là David Ornstein và Fabrizio Romano cũng khẳng định Harry Maguire sẽ không chia tay Manchester United trong mùa hè năm nay. Hai ký giả còn cho biết thêm rằng huấn luyện viên Erik ten Hag sẵn sàng trao cơ hội cho trung vệ người Anh miễn là cậu học trò tiếp tục giữ sự chuyên nghiệp cùng với một phong độ ổn định. Bản thân số 5 cũng luôn tôn trọng vị thuyền trưởng David Moyes cũng như câu lạc bộ West Ham. Thế nên anh chưa bao giờ chốt thỏa thuận cá nhân với búa tạ, mà tất cả chỉ để giải quyết vấn đề tiền đền bù như thế nào về mức lương. Điều này có lẽ cũng đã nằm trong dự tính của chiến lược gia người Hà Lan. Ông có thể tập trung hoàn toàn cho thương vụ Sofian Amrabat của Fiorentina nhằm giải quyết bài toán ở tuyến giữa. Sau đó sẽ là tập trung cho các mục tiêu chưa cần nâng cấp đội hình. Vị trí trung vệ cũng chưa phải là bài toán quá đau đầu của thầy Mười, nhất là khi các học trò của ông đã chơi tốt trước Wolverhampton vừa qua. Điều này sẽ giúp cho tuyến dưới của Man United trở nên ổn định hơn và từ đó thì Harry Maguire sẽ tự nhận thấy bản thân mình cần phải cải thiện điều gì. Anh có thể là một mẫu trung vệ phân phối bóng tốt, không chiến hay là tranh chấp cực ổn, nhưng bài toán tốc độ cũng như tâm lý ổn định lại là điều không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Giờ đây, ngôi sao sinh năm 1993 đã coi như chính thức ở lại đội chủ sân Old Trafford ít nhất là trong một mùa giải nữa, trước khi nghĩ tiếp đến chuyện tương lai. Chúng ta khó có thể nhận xét
quyết định trên là đúng hay sai, hợp lý hay là chưa. Nhưng Manchester United giờ đây cũng đã chẳng còn như chú cừu trên bàn đàm phán. Họ sẵn sàng hóa sói dữ để dụ con mồi sập bẫy trước khi đưa ra bản hợp đồng và buộc cầu thủ đó phải tuân theo. 15 triệu bảng là một con số rất lớn. Có thể là chẳng thấm vào đâu nếu so với phí chuyển nhượng với các ngôi sao bóng đá. Nhưng nếu dùng nó để trả lương thì đây là con số mà nhiều cầu thủ ao ước có được. Và Quỷ Đỏ cũng chẳng dại gì mà chi ra rất nhiều tiền đến như vậy. Trong khi Harry Maguire vẫn còn có thể trọng dụng, thì thà để số tiền đó đập vào các tân binh, chứ đừng nghĩ đến việc thanh trừng lực lượng hiện tại. Thương vụ Harry Maguire đã đổ bể, đây có thể là điều tiếc nuối cho cả hai. West Ham United lẫn Man United đều hoàn thành tốt vai trò ban đầu, đó là đàm phán về mức giá cụ thể. Nhưng chính cựu đội trưởng lại khiến nó trở nên rối mù với những đòi hỏi về khoản tiền đền bù của mình. Và rồi sau tất cả, chẳng có bất cứ màn xê dịch nào trong thời gian tới, cựu sao Leicester City vẫn ở đó. Không biết anh còn tấu hài hay mắc sai lầm hay không, nhưng hy vọng rằng trung vệ 30 tuổi sẽ cải thiện được màn trình diễn của mình để xứng đáng với sự kỳ vọng từ ban huấn luyện. Hoặc thậm chí, một màn quay xe bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra ở thương vụ này. Tất cả vẫn còn chờ đợi phía trước, và thông tin về tương lai của Harry Maguire vẫn sẽ là chủ đề được bàn tán trong thời gian tới. Cho đến khi Manchester United có được tân binh thứ tư để hướng sự chú ý đến phiên chợ hè năm nay. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.